Anh đánh răng cho hai cưng khổ bị sâu răng, đẹp trai giống anh nha. Món đồ. Gùa hay không gùa? Hay gùa, ăn đi gùa, ngon lắm ha. Ngáo, ăn gì ngáo? Em ăn trái khóm, em táo ăn ngon. Trái này mà trái khóm gì ngáo? Phải rồi, nó có mắc mắc là khóm gì nữa anh sao? Trời, trái này là trái na. Ủa? Mày làm tao lẹo luôn ngáo ơi. Trái này là trái nhào. Ờ, hay gì nó he he. Trái nhào đó, ừ, trái nhào ăn the the nồng nồng. Ủa? Cái gì đi ngáo? Cái này là hai con bét của em đó. Ồ, hai con bét mẹ. Đã quá ta. Ôi, hai con gùa đẹp quá ngáo, thôi cho tao đi ngáo. Thôi, không cho đâu, em hương nó lắm. Thôi, cho thôi vậy thôi, tao đi về à. Công nhận ngáo nó có hai con bét rùa đẹp thiệt. Mình phải nghĩ cách lấy của nó mới được. Rùa ơi, để anh đánh răng cho rùa nha. Đánh răng cho rùa sáng bóng nha. Hả, không có luôn. Hợp tác vô vẻ. Rồi, em rùa nhỏ kia đâu. Rồi thục cổ vô luôn rồi mà hả, không gan chi vậy, đánh răng luôn. Anh đánh răng cho hai cưng khổ bị sâu răng, đẹp trai giống anh nha. Nhau ơi làm gì vậy? Sao? Em đang đánh răng cho hai con bét á. Ồ, mày lại kỹ ra. Đánh răng cho bét rùa nữa. Trời ơi, rùa nó không có cái thằng nào cũng đánh. Thằng công nhận quá ngáo. Ê, ngáo ơi, anh có hai con cua, hai con bét cua, rất là đẹp luôn. Đâu đi em coi nè. Trời ơi, hai con bét cua nó sâu quá, không bằng hai con bét rùa của em nữa. Vậy thôi, giờ á là anh có cái cách này, thế giờ chê hai con bét cua của anh xấu đúng không, nhưng mà nó ngoan lắm nè, thấy không, để lên nó đâu có cắn đâu, thấy chưa. Trời ơi, bét cua của anh nè rất là ngoan luôn, thấy không, anh đựng nó tối ngày anh ôm. Lâu lâu nó hơi tửng chút thôi chứ không gì hết. À, hay là vợ á ngáo, à, giờ đổi hai con bét cua của anh, lấy một con bét rùa của ngáo đi. Thôi từ từ để em suy nghĩ coi, hai lớn hơn một. Ok, em sẽ đổi lấy một con bét rùa nhỏ của em, lấy hai con bét cua của anh. Rồi thì giờ anh sẽ lấy một con bét rùa nhỏ nè, cho ngáo luôn cái thau đó. Rồi, hai con bét cua của anh. Rồi, cảm ơn anh. Ừ, thôi anh về nha. Ủa, con bét rùa nhỏ này đã đẹp thì chứ. Ừ, mà nó còn con bét rùa bự nữa. Mình phải nghĩ cách làm sao mà mình lấy được con bét rùa bự của nó về mình nuôi cho có cặp cho nó vui. Ngáo ơi, giờ anh có trò này thì ngáo. Giờ mình sẽ chơi bịt mắt kéo co, đứa nào kéo thắng sẽ được một con rùa. Thôi ok anh, mình lực lưỡng cái gì nè mà anh xéo tí nệ à, mình chắc chắn sẽ thắng phần này. Mình sẽ lấy được con bét rùa nhỏ của mình. Rồi ok ngáo, anh đã chuẩn bị một cái dây kéo co nè, rồi cái hai cái bọc tùm đầu, mình sẽ chơi kéo co. Rồi chơi liền. Ok, bây giờ mình sẽ bột vô đây. Nani? mình sẽ bột vô rồi nè, cho nó kéo lấy bà nó luôn. Oh no, bây giờ mình sẽ ngồi để ăn cóc đợi nó mệt rồi á, cái là mình chỉ cần mình giật một cái là nó té ngay thôi. Cóc rùa sao quá, anh sao anh nhỏ xíu vậy mà sao anh kêu dữ vậy trời ơi. Mệt quá, kéo hết nổi rồi. Cái thằng này kéo hết nổi rồi. Bây giờ mình đi giật một cái là nó té ngay. Món gùa, mình thua. Em thua rồi nè. Hai con gùa tặng cho anh luôn cái bằng chải răng gì, chải răng cho nó nè. Trời ơi, mình thắng nó đơn giản quá. Được hai con gùa đã luôn. Ừ, thôi tạm biệt nhau nha, anh về đây. Rồi, em...